Bữa nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình sẽ làm một cái gói combo full đầu nòng trái 62 cấu hình dành cho anh em đang chơi cái dòng xe là Exciter 135-150, cấu hình trái 62 Vin xúc bắp 19-22 ICS nha. Thì hôm nay cái sản phẩm này mình bán cho anh em là một cái bộ này là full đầu lòng cam lò xo đầu, lòng với tông bạc đầy đủ, full đầu tiện của họ lò Hiệp Alibaba. Nói chung đây là full cái combo đầu lòng của Hiệp Alibaba dành cho anh em đang sử dụng cái dòng xe là Exciter 135-150 nha anh em. Thì giá cho một cái gói combo full đầu lòng trái 62 Vin xúc bắp 19-22 ICS đầu của Hiệp Alibaba, sản phẩm xe máy của Thắng mình bán cho anh em với mức giá là 4.7 triệu một bộ, 4.7 triệu một bộ nha anh em, toàn bộ là đồ của mình. Thì nó sẽ có hai dạng là dành cho dòng xe là Exciter 135 và Exciter 150. Vỏ đầu thì sẽ sử dụng là 100% là vỏ đầu zin theo xe đẹp làm lên nha anh em, làm đúng dòng xe nha. Vỏ đầu 135 thì lấy vỏ đầu 135 làm, 150 thì lấy vỏ đầu đúng 150 làm nha anh em, vỏ đầu zin theo xe. Đồ này toàn bộ là một phần 100% là đồ của anh Hiệp 33, lò độ xe nổi tiếng tại Việt Nam mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết. Thì giá cho full combo một bộ nó sẽ bao gồm là đầu gia công, đầu zin gia công lên bài 62 zin Superb ICS 1922 cam độ 58 Hiệp 33, lò xo đầu độ Hiệp 33, lòng 62 trái nén phin Hiệp 33 nha anh em. Full bộ nó như thế, chút mình sẽ có báo giá lẻ từng món cho anh em xem luôn. Anh em cần món đồ nào mua lẻ, shop phụ tùng xe máy của Thắng mình nhận mua lẻ, không nhất thiết là bắt buộc anh em là phải, không nhất thiết anh em là phải phải là mua hết nha anh em. Đó, mình bán như vậy nha. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em cái gói sản phẩm, đó là cái đầu ẹt 135 số bắp 1922 ICS nha. Rồi đây, đây là đầu zin đã làm chảo xăng bô lại, lỗ xăng bô ha, full đồ tiện của lò Hiệp 33 xúc bắp ICS 1922. Thì đầu tiện thì chắc chắn là anh em biết rồi, đầu tiện lò Hiệp 33 là cực kỳ chắc cú và ok. Bộ này là anh em mua về là lết and lay, ráp vào là gắn là chạy thôi nha anh em, không cần phải làm gì thêm. Thì tất cả đã được xử lý gia công cơ khí lại hết rồi, làm sẵn anh em về chạy ngay. Thì full một cái vỏ đầu bò E-135 mà đã làm sẵn lên số bắp 1922 ICS này, số phụ tùng xe máy Thắng mình bán nguyên một bộ như vậy á là có giá là 1.8 triệu nha, có giá là 1.8 triệu, giá là 1.8 triệu nếu anh em mua vỏ đầu 4 cây số bắp ICS đã gia công xử lý từ cái đầu zin lên. Hoặc là anh em có thể muốn đổi bù, mình sẽ có hỗ trợ đổi bù cho anh em luôn, là có nghĩa là anh em phải đưa cho mình cái vỏ đầu bò zin tháo xe còn đẹp ok thì đổi bù, giá đổi bù là 1.2 triệu, đổi bộ 1.2 triệu nha anh em, giá đổi bộ 1.2 triệu. Đó, đây là vỏ đầu. Thì đi kèm cái gói này thì nó sẽ là sử dụng lòng Hiệp 33, lòng H303 nha anh em, lòng kiến trái nén phin, full bộ lòng kiến trái nén phin này số phụ tùng xe máy của Thắng mình bán có giá là 2.3 triệu một bộ, 2.3 triệu một bộ nha anh em. Đây là trái nén phin. Trái nén phin này đã được xử lý sẵn móc mắt 1922 để đi vô cây cam 58 luôn nha anh em, gia công xử lý sẵn móc mắt à. Chứ cái mai cái bê tông phin này á, nguyên bản chuẩn nó thì nó vẫn có móc mắt nhưng mà nó không có vô ni đâu. Thì mỗi lò mỗi ni, thì cái này là đúng ni của lò Hiệp 303 móc mắt sẵn thì về cứ anh em quánh vô xài thôi ha. Còn cái lòng 303 này ở những clip trước mình có giới thiệu rồi đó, lòng 303 đồng lòng đường nước lớn, lòng đường nước lớn 100% nhập khẩu và sản xuất tại nhà máy chuyên sản xuất lòng kiến ở Đài Loan nha anh em. Phần mặt romilat thì đã được xử lý lại luôn để chống tình trạng là lòn nước nha. Đó, những cái lòng đồ chơi khác thì người ta thường không có xử lý cái mặt như thế này thì nó hay bị lòn nước, còn này là đã xử lý sẵn cái phần đó thì anh em là rất là ok rồi. Cái phần này ở dưới đây nó sẽ chung, bây giờ mình sẽ qua luôn là giới thiệu cho anh em vào cái vỏ đầu bò 150 luôn. Thì đây là đúng cái vỏ đầu bò của Exciter 150 phun xăng điện tử nha, bắp 1922, cũng là số bắp 1922.
cấu hình này thì được rất là nhiều anh em tại thị trường Việt Nam mình xài. Đó là cấu hình 62 zin zin, dễ chơi dễ xài, có lực mạnh và có gia tốc. Thì cái gió đầu bò 150 mà đã vô sẵn 4 số bắp 1922 như thế này, số vô tầm xe máy thắng mình vẫn bán là 1.8 triệu một cái đầu nha, 1.8 triệu một cái đầu zin theo xe làm lên. Anh em có giá đổi bù luôn là 1.2 triệu, giá đổi bù là 1.2 triệu nha anh em. Anh em chỉ cần đưa mình cái vỏ đầu thôi, không cần 4 số bắp luôn, anh em sẽ nhận về cái đầu đã gia công sẵn tại lò hẹp 303 như thế này, dài bập vô chạy quánh đúng bài trái 62, trái 62 đầu cao là ok, ngay kem luôn. Rồi một bộ này nó sẽ còn đi kèm là một cây cam độ của lò hẹp 303 luôn, cây cam độ. Thường thường là bài 62 zin zin này sẽ quánh sử dụng cây cam là 558 nha anh em, cam 58 H303. Đồ mình bán anh em yên tâm, đúng chắc, đúng đồ, đúng như quảng cáo, và đặc biệt là đồ của lò nào bán đúng đồ lò đó. Bao anh em test với lò của anh Hẹp luôn. Anh em nào cần địa chỉ của anh Hẹp 303, alo mình cho địa chỉ luôn nha anh em. Bình thường đơn giản, anh em mình biết cái gì mình chia sẻ nhau hết. Tại vì mình là cũng như một người em của anh Hiệp. Thì ai cần thì mình sẽ giới thiệu cho anh em qua trực tiếp qua anh Hiệp 33 làm bình thường có gì hết. Còn đây là đồ tiện của anh Hiệp phân phối tại số phụ tùng xe máy của thắng mình, thì anh em cứ yên tâm mà sử dụng. Đây là cây cam ha. Anh em nào mà mua cây cam như thế này thì số phụ tùng xe máy của thắng mình bán một cây cam 5 ly 8, có rất là nhiều size nha, 5 ly 2, 5 ly rưỡi, 5 ly 8, 6 ly 3. Thì những cái cam này có giá là 300.000 một cây nha anh em. Cam này là bao anh em là bao phê mạnh từ đầu tới đuôi, và đặc biệt là không bị xù đầu, quánh vô bánh cam zin là chuẩn ok. Tại vì những cái cam mà của lò như thế này anh Hiệp đa số là khi làm mài gói cam là sẽ đưa về dạng là bánh cam zin để anh chi, tất cả những anh em nào đều cũng có thể sử dụng được và không cần phải xù đầu này kia ha. Còn mình dù mình muốn kiếm thêm thì mình có thể quay hot cam, đo tỉ số nén thêm, chỉnh sửa thêm chút xíu. Nói chung là đầu lò làm ra là chuẩn ok, đúng ni rồi hết. Anh em mà về muốn kiếm thêm thì mình sẽ xử lý thêm những cái phần khác. Còn đúng những cái đầu này anh em là về ráp vô một cái là bao mạnh nha anh em, đúng chất đầu lò. Thì đây là bộ lò số đầu 135-150 nha. Ở đây mình đang quay sơ bộ, thì mình cái bộ này là lò số đầu của 135 nha anh em. Lò số đầu 135. Lò số đầu 135 thì nó sẽ dài hơn, còn lò số đầu của 150 nó sẽ ngắn hơn do cái chân xúc bắp của hai cái đầu này nó khác nhau. Cái chân lò xo của 135 thì nó sâu hơn, thì dẫn đến lò xo là nó sẽ dài hơn. Còn lò số đầu của 150 cái chân nó thấp. Thì cái chân nó cao chứ, cái này chân thấp thì xài lò xo dài, còn cái này chân của 150 chân nó cao xài lò xo ngắn hơn. Thì em ở đây số phụ tùng xe máy thắng mình cũng bán đồng giá là full bộ lò xo đầu độ của 135-150 độ á, thì có giá là 300.000 bộ nha. Thì đó, đây là full set mình đã báo giá toàn bộ lại rồi, anh em cứ cộng giá lại nó sẽ ra con giá chuẩn. Thì full bộ này mình bán có giá là 4.7 triệu một bộ nha anh em, 4.7 triệu một bộ. Full cái đầu 4 cây xúc bắp 1922 IZ hẹp 303 1.8 triệu, lồng kính trái 62 hẹp 303 2.3 triệu, cam 58 hẹp 303 300.000, lò xo đầu độ hẹp 303 giá 300.000. Rồi anh em nào cần cứ alo em nha, qua số điện thoại là 0933 996 332. Đầu lò đúng chất đầu lò, bao mạnh bao phơi và độ chuẩn có, tất cả đã được gia công cơ khí khẳng sẵn, anh em chỉ việc về lắp ráp, không cần phải canh chỉnh gì thêm. Chủ yếu là anh em phải biết ráp thôi nha. Đồ là nói chung là đồ xe á, mình gọi là phải biết làm và phải biết ráp. Đồ mà không biết làm, không biết ráp, chỉ cần sai một cái gọi là một cái chi tiết nhỏ thôi, nó sẽ dẫn đến tình trạng là hư đồ. Thì chắc đó là đừng có nói là tại vì thì là nha anh em. Nó rất là không đúng, tại vì đồ tiện là người ta làm đã tính toán rất là ok, có ni sẵn hết rồi. Và đây là đúng chất đầu lò hẹp 303 nên anh em là bao chuẩn nha anh em, bao ok, bao mạnh, bao bền. 4.7 triệu một bộ nha anh em cần cái alo em qua số điện thoại là 0933 996 332. Shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng, hàng có sẵn tại
shop, anh em cần cứ alo em nha.